Sử dụng chiếc két sắt Việt Tiệp khóa cơ để chúng ta có thể mở được chiếc két sắt này ra thì đầu tiên công ty có báo vặn luồng số theo chiều kim đồng hồ 4 lần đến số 83. Thì để chúng ta mở được thì các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn lấy dấu đỏ phía trên cùng này làm mốc và chúng ta bắt đầu xoay số 83 theo chiều kim đồng hồ qua dấu đỏ này 4 lần thì tính làm 4 vòng. Chúng ta cứ quay thôi và khi nào số 83 qua dấu đỏ, ví dụ như số 83 qua dấu đỏ đây lần đầu tiên chúng ta tính là một vòng, mặc dù nó có một chút thôi. Nhưng mà cứ số 83 có dấu đỏ tính là một vòng. Tương tự như vậy số 83 có dấu đỏ 2 vòng chúng ta tính làm 2 lần. Số 83 qua dấu đỏ tiếp 3 lần chúng ta tính làm 3 vòng. Từ bất kể số nào, và chú ý các bạn khi quay đi không được quay ngược lại và vòng số 83 cuối cùng. Tiếp theo công ty có báo là vặn lùm số theo chiều ngược kim đồng hồ 3 lần đến số 21. Thì chúng ta lại lấy dấu đỏ phía trên cùng này làm mốc và chúng ta xoay ngược lại về số 21. Thì cứ số 21 qua dấu đỏ chúng ta tính làm một vòng. Đây chính là một vòng số 21. Quay theo chiều ngược kim đồng hồ. Đây chính là hai vòng số 21. Lưu ý khi quay đi các bạn không được quay ngược lại. Và vòng mút cuối cùng thì các bạn xoay từ từ thôi để dừng đúng chính xác chứ không bị quay quá. 3 vòng số 21. Tiếp theo nữa công ty có báo vặn lùm số theo chiều kim đồng hồ 2 lần đến số 79. Thì các bạn lại lấy dấu đỏ phía trên cùng làm mốc. Chúng ta lại xoay theo chiều kim đồng hồ. Đây chính là một vòng 79. Vẫn lưu ý là khi quay đi các bạn không được quay ngược lại. Đây chính là hai vòng 79. Và vòng cuối cùng là công ty có báo quay theo chiều nghịch kim đồng hồ đến số 06. Thì chúng ta chỉ quay ngược lại thôi. Bắt đầu chúng ta xoay ngược lại. Chúng nó rất là gần nhau nên các bạn xoay từ từ thôi. Sau khi các bạn xoay đúng khóa mã rồi, tiếp theo nữa là chúng ta cắm khóa chìa vào. Thì khóa chìa ở trên chìa nó có một cái phần hóp lồi lên, các bạn cắm trùng với cái dấu đỏ ở trên ổ khóa thì chúng ta sẽ cắm vào được luôn. Và cho các bạn xoay chìa khóa sang bên phía bên tay phải để xác định chìa khóa đã mở. Vậy sau khi khóa chìa đã mở và khóa mã số đã mở, các bạn nhấc tay nắm lên trên, các bạn kéo lên trên. Vậy là chúng ta đã mở được chiếc két sắt ra thành công, rất là dễ và thuận tiện.